Đây là buổi phát thanh tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, thông báo tổ chức cuộc thi máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống, mục đích ý nghĩa. Ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam, thông báo tổ chức cuộc thi viết về những câu chuyện đặc sắc tiêu biểu tại những điểm triển khai dự án với chủ đề máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Cuộc thi nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ những câu chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện giản dị, xúc động về kinh nghiệm của người dân địa phương bằng nghị lực, quyết tâm tìm tòi, sáng tạo và khám phá những điều kỳ diệu mà máy tính và Internet mang lại, giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc sống để thay đổi cho cuộc đời chính mình, tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn. Những kinh nghiệm được chia sẻ sẽ là động lực người dân học tập và nhân rộng, thu hút thêm nhiều người sử dụng máy tính và Internet, giúp họ cải thiện cuộc sống ở vùng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo.